Kính chào Pinung, mời Pinung hẹn chương trình Sinh Sản Cháy, Hòn Đài Truyền hình Việt Nam. Cô mạnh phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ là cựu chiến binh giàu lánh tuyên quang đọc đại học con của mạnh kinh tế, cục giàu hết làn, hái bán mức lộ đẹp, sau xì cho kênh điển hình đã có vạch cục kiền buôn bán. Đài chương trình ngày nấy, tuân lào cáng lên con Pinung, xin cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hoạch, giám đốc hợp tác xã vận tải, giàu cục dành môi trường Thành Bình. Tổ lại háo làm xếp bởi cục kiền, hợp tác xã do ông đã đạt đáy là thành tích, xin kênh long đã cùng mạch kinh tế, cục giàu hãy lan lào, sau có phân đời, học cung mạch kinh tế, xã hội giàu tiền đảo điệp. Tại phía ông, xe đáo đầy Đài Thế Bình. Tỏ tạch nẻ bay cay, đừng cho ký ức lần cháu bay bươn công hò khô, hòn trời sụp Việt Nam, xin nắng luôn mây mại, đã ăn lăm hòn cháu bu lánh bu đùi bạc hồ. Đài phầy đàn tỏ tạch, tai nẻ bay nem tỏ sau, sai ca tỏ tạch dư bản chạp tôm hòn lản nôm. Lần xên đấy, đài xin sản mấy nắng tỏ tạch, cháu bu lánh hàn xì, phần sai ca tỏ sau, tỏ vẻ, động viên, sai ca học con cúc manh kinh tế, tàu hướng xích đẹp nghìn càng hèn phốc. Cuộc đời phẩm chất bộ đội Bác Hồ hàn xì lai pu cựu chiến binh nẻ óc lành hào còn cúc kinh tế cúc giàu hải lan lào hải làn nôm sắp bàn cho ăn canh long đài cúc kền pun bán. Ông Nguyễn Hữu Hoạch, giám đốc hợp tác xã vận tải dịch vụ môi trường Thanh Bình, xây dắt đài cho ăn canh long nâng cặn bày dắt xin cầu bạc chỉ xem ngây thi nghi theo trình veo hòng làn nôm lau ông hơn tánh lân bày bù đùi. Tộc làng nghề miền Nam giải phóng lưu, thoi mà lan, bay qua khải lây ngành vịnh, đời si sàn là nôm lau nẳng lộp lại ăn hó. Từng có ăn mong tắng cúc giàu, si vừng đằng đài hơn, thóc ông cục vịnh. Bày dắt xin cầu ba cầu xếp há, đầy cấp ủy tranh quyền tì phùng ủng ngu. Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hoạch, nè có lai tổng đôi hồng lau, xanh lắp hớn hợp tác xã vận tải sau dư xanh môi trường Thanh Bình. Hào con tao vịt cục hãy lấy rất bạc lộc xếp hờn cục công, còn mức rèn cục ọc. Bánh nó cổng vịt môi trường, hợp tác xã nàng cục manh thêm dịch vụ vận tải. Bánh nòi bánh nó lành lau. Tộc làng Ai Lan xếp bề công cục vịt, hợp tác xã vận tải, dư danh môi trường Thành Bình. Sau, giám đốc Nguyễn Hữu Hoạch đã đặt đáy lai thành tích, xin bàn ăn canh long để cục kinh tế, cục giàu hà lát lào. Sau đóng góp đôi hơn hào công với cùng mảnh kinh tế xã hội giàu tây phùng. Tài vẹo ông si đào đời hào thời bình. Con căn lo đấy cảm ơn ông si hào con cáng có nghề nấy. Ông si cáng lần có con với nhung thiên nhi theo tỏ lần ông hào con với bùi đuôi nâng lầy. Bản thân tôi cũng rất là khao khát được cầu lúc đây xin mong tắng đáy dân để hằng ngũ họ ngờ bu đôi hơn Việt Nam tại ế xây dự Đài Lan nùm lao tới người rèn luyện lao cầu bay bu đôi bay người xếp người lui hào pen ngột bay ra xin cầu bạc chỉ xếp người bay ra xin cầu bạc chỉ xếp người xì bay tài tạch phá lao cầu xì đặt đáy lại thành tích sau đấy đơn vị tặng bằng khen làng căn xì vinh danh danh hiệu. Cầu xin để thêm lào xi mầy pan hơn, óc lành, đặt đáy lại ăn hơn thèm. Và trong những đã cho bay bươn công háo tỏ tạch xưa, ăn lây nè, còn ông sẽ ăn vịt chanh. Đối với ông là quan trọng nhất? Trong quân ngũ thì điều tôi ấn tượng bay bu đuôi thì cầu đáng giỏi lần xi cục cục kèm sân dài bác khô xi vịt dân vận. Bay lần lầy xi đáy bên đường quay, sau đờ hải lau lai ăn. Tiêu lào cục đấy xong, đời cổng vịch, sau cổng vịch dân vận, nè đưa hái hẳn dân Tây Phung, nâng làng thèm cổng vịch cục kênh, nâng đàm bọc khen sưng. Khi trở về với đời thường thì... Lâu công thoai mà làn, sự ăn lây này thúc ông, làm hơn ở tắc xa, sau còn cúc manh kinh tế lan lào. Khi tôi ở trong quân đội thì tôi cũng cùng với nhân dân... Lâu công có đấy bu đùi, sư này có hẳn dân hào còn cục kênh, làng căn mà làn, cầu si còn hờn bàn mưng bọc phạc cột tầm sưng pa sau si hen sưng lớp công căn sứ pây nùng dâu quẳng quẳng bàn lau si cục kèm bày rất xin cầu bác bay xe bẹt cầu si cục mấy bận cục tá lánh tuyên quang lớp căn sư vật liệu xây dựng si hó dâu ăn mỏ tùm chiêu phẩy si mấy đơn vị cục hoi đeo sắp vật liệu xây dựng đeo sườn dân ai xây sư tức nợp sen hơn pây nưng hàm ao đáy cầu hầm ngấm, cầu mà lan cục lam ăn lò chuột hòi,
với cảnh hoi ông lao rẹp hai bảy lần cho khánh phía bắc lần bây giờ xin cầu bác có xếp há nếu công có cuộc hỏi cầu đề thiên tăng lân hoàng khánh tuyên quang lốc căn xin hằng hó bay cầu hâm ngấm lào tức vèo bên nung xài cả xì mẩy há hơn cựu chiến binh xài cả cóp sen vốn tiêu xây xi ao vật liệu làng căn sự kết nạp lần bạch hoàng xin lệnh bẹt sư hấn lần hơi xếp chết ăn xi lốc công cầu cục dự khởi lại tuyến thắng lân hoàng khánh tuyên quang sự công ty đô thị lốc căn chỉ cục lần làm cắp lân bình thuận to hớn bày long cây đeo nàng mày tá cắp lân bình thuận hỏng bị băng mấy bô lệ cục lốc công căn có hỏng cáng tiêu cầu cục liều cho tuyến thắng lân tá bình thuận lần bị băng sau tá ngã ba bình thuận lồng lần đoàn hùng tiêu đảm bảo dư xanh mùa trường dầu vin yên sơn thành phố tuyên quang hàn xì xì thị xã tuyên quang tộc làng ai la sức bay công hợp tác giao dịch vụ vận tải mùa trường thành bình lập ở sau cục vịnh nẻ đặt đáy là ăn đời đáng ghi nhân ơn nâng căn dư ông cáng cho cắm dần tèo lân hồng hợp tác giao dịch vụ vận tải mùa trường thành bình nẻ về qua sau đặt đáy ăn lây đã đi qua và gặt hái được những thành công. Khi chúng tôi thành lập xã từ năm 95 đến giờ năm nay là 29 lúc năm. Lúc công lào sành lặm, hào bay rất xin cầu bạn có xếp hóa lên lúc nấy nể đáy người xếp cầu bay công. Lào nể ốc lành quốc xong đối xuất sắc rồi còn lành lao. Sau đặt đáy danh hiệu sư đơn vị tiêu biểu lành tuyên quang. Làng căn cầu xe đáy công dân tiêu biểu hòng lành tuyên quang. Xe đáy lại bằng khen. Xin nâng tặng thưởng huân trường cục công hằng lam. Hợp tác xã tặng thưởng huân trường cục công hằng lam. Lào xe mấy ban hơn. Còn ăn động viên hồng đảng sau là nôm tôi có hợp tác xã lào lào xây hoàn toàn cục cổng vực dư xanh môi trường do bản mừng cục nà với căn xưa đáy hen thỏi cuối gì nè đáy mà trận tổ quốc Việt Nam giàu bộ tài nguyên môi trường lần cô vệt tay đánh giá tuyên quang xây cục đáy môi trường do bản mừng cục nà sau tà căn xưa lào nè dần dầu tốt xếp tên môi trường là nôm sao tốt há xếp đơn vị chuyển đuôi công nghệ hướng lân cục mạch kinh tế heo luôn luôn đuôi mò công nghệ luôn mời lại sáng kiến phù hợp hợp lý hóa thí dụ nâng tạp bách lòng xin lên xương ngây lúc công cần mắng thân lây mầy phong trào vận động hơn dân phe loại trụ hòng ngáy dâu nguồn từng lúc công cần lào này vận động hơn dân phe loại dâu nguồn lào này họ rất sưởng dưng cục lại phế phẩm lâu gom thỏi tiêu hay càng có lực hợp mấy phần thưởng mấy phần quà cho nông được hợp tiêu cho nông óc lành lâu gom trồng thải rừng làng căn hờn dân sơn lao xây mấy quà đuôi mấy sư sen mấy sư xây thoi bên nhung với căn tài gì chiêu hó tiêu lâu gom phe loại trồng thải dầu nguồn dầu cho lan hờn xin nhưng là lan hờn lâu xin phổ biến tay xin mấy bàn thèm chúng tôi phổ biến họ cũng rất là phấn khởi. Như chúng tôi được biết là nâng lao ná sự hợp tác xã dịch vụ vận tải môi trường thành binh này là gút lái pê nhung sự kiện chiến binh ở nâng căn dưới thành săn chào hơn lánh tổng chí tổng đôi để đáy cục mạnh nâng lên người đồng chí đồng đội đã được phát huy như thế nào thì hết những cựu chiến binh là những người mà từ chiến trường trở về thì bây giờ họ về địa phương nào họ phân lai cho bộ cựu chiến binh dưới cháu bù lánh bày to tạch mà làn thoa mà làn tại sân bay tỉnh lành trách nhiệm sau tây lam tại gì chiêu hóa cục vịnh với căn lúc công cầu ưu tiên cháu pu lánh tá cháu hơn lánh pe bu đôi mà lan xin cựu chiến binh lúc công cáng lân lánh sư tài háo quán tổng đôi sư công ngấm tài luôn mây là ăn đời đáng qua huấn luyện lần bản lĩnh chính trị lần bu đôi bác hô với căn cáng sư cháu đồng chí tổng đôi tò thưng tò đợ đời lúc công lộp hó thuận lợi lúc khó khăn. Với trách nhiệm là Phó Chủ tịch Hội Sinh vật Cảnh tỉnh Tuyên Quang. Còn trách nhiệm si Phó Chủ tịch Hội Sinh vật Cảnh Lánh Tuyên Quang, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hoạch, năng ốc lành tao cảnh quan môi trường đô thị heo xanh đời. Sau háo cón lại công vịnh, tranh lấy sâu hồi, đèn ơn đáp nghĩa, tỏ phè cón sâu hồi, đôi hai cháu lăn hơn mấy hoàn cảnh hó, lan hơn chính sách. Còn trở hơn tổng chí tổng đùi, ông luôn bày nem con tay, động viên, đờ tài, còn lại đóng góp đôi bay long xin lên dịp lợi hợp tác xã vận tải sau dự xanh môi trường thành bình xây rất đầy rất ba hợp tác xã là nùm lao đầy vinh danh xì ngôi sao hợp tác xã lấy diện vinh dự tự hào hòng pù lấy bác Hồ tự hào của người lính bộ đội cụ Hồ. Hợp tác xã dịch vụ vận tải môi trường hợp tác xã vận tải dịch vụ môi trường thành bình vèo xì ngôi sao hợp tác xã bay long xin lên dịp lợi sau dự cáng nước lây để vinh đấy thì nó cũng xuất phát từ qua quá trình hoạt động
Măn gì tá công với cục hòng đơn vị hòng lau đấy há xếp đơn vị bây con đuôi mò công nghệ hướng lên cùng bành kinh tế heo lúc công căn xương là nôm hỏi ông gì cho đơn vị tiên phong đuôi mò công nghệ thí dụ nừng lau bây con lần cho công việc xử lý chuông thải phe loại chuông thải dầu nguồn sau càng có hai ẩn dân tiêu xài ca phe loại dầu nguồn tá bay lòng xì linh xếp lên bay lòng xì linh xì phui xì lau gì cục xưởng nhựa cầu năng cục thêm xưởng dưng thêm lốc công là nùng đấy thêm lau cục đáy vịnh sư tài hắm phong tặng đơn vị bay con đùi mỏ công nghệ mỏ sau cục mảnh kinh tế heo sau top há xếp làng căn sư có cục đôi hơn qua cho bay làng thêm sư si lãnh đạo đấy thêm cục đôi hơn công vịnh sư si suy tôn si đơn vị tiêu biểu lãnh tuyên quang sau top xếp lần cho phân vịnh đơn vị mảnh công vịnh mùi trường heo hòng là nùng năng bày lào sư đấy bày thuyết trình dầu lốc là nông ASEAN lần công vịnh môi trường bản mông cục nà bày nấy xếp bát tệ Việt Nam lao hỏi ốc giải thưởng ngôi sao hợp tác xã si là nùm lao mấy lần lao xuất bẹt xin hợp tác xã từng si kén ao đáy rất bạc hợp tác xã sư đầy căn mấy câu sau tuyên quang si đấy dầu top rất bạc ngôi sao hợp tác xã đấy giải thưởng đấy top 100 ngôi sao hợp tác xã được cái giải thưởng này. Những thành tích đáng ghi nhận đó trong thành tích đáng ghi nhận căn si pan ăn động viên xin nương nguồn lành tới đây nương lây tài con hợp tác xã xin nương ông đài tỏ lần lang thêm trong những cái chặng đường tiếp theo bản thân cầu xin nương pây nùng luôn óc rành phấn đấu liên tục phấn đấu tiêu đảm bảo đáng cáng si năng suất hiệu quả cụ công sau danh hiệu thương hiệu hoàng tác giả lau từng lốc công bởi thương hiệu sư công vịnh hồng lau nghìn cả nắc thêm sau luôn xác định nâng cặn sư lao nhảy nhìn đáy thương hiệu sư lao tự đáy thêm công vịnh nạc thêm sau cũng nâng lây tiêu tranh còn ăn danh hiệu hồng lao nên là nôm này giao hài lao căn đấy dần lần lần lao sẽ ốc lành cục đơi hơn cũng nâng lây tiêu bầy háo lại điểm hồng lao mắng cục đáy dư danh mùa trường lao dây cục lo đáy sau cũng nâng lây sư mùa trường bản mưng cục nà nghìn càng xanh tệ tay ngây sư kinh tế hồn dân khai sản cũng có hơn dân xây tự nền nâng thang hơn với làng hàng bởi con năm sau cao hơn năm trước. Dạ vâng thưa quý vị, thưa Pinh Nhung, cháu Pu lãnh cựu chiến binh rất di sản tài bày tỏ tích dầu tên phẩy đàn tài để đóng góp công lèng độc đất hồng lau tiêu độc lập tự do hải lan nhủm lau sau nghìn đấy lớp công thôi mà sư điệp hàng nghìn sư tay phàn phàn cho ăn canh long để lớp công cục kinh tế lan hơn. Sau ông Nguyễn Hữu Hoạch, đài cầm có hồng lau vừa qua, xin hãy đóng góp lai, hay kinh tế, dâu Tây Phung. Đáng cáng xì châu công vịnh môi trường. Ông xì cáng, ông xì kén áo công vịnh môi trường, xin măn áo thòi là ăn lây đơi, mầy giá trị kinh tế, xin nâng áo thòi ăn đơi xanh hải môi trường. Đóng góp hải sâu hồi, sau thay đuôi, nhân lánh hoặc hưởng dân do bản mương cục ngà, lần cục xanh môi trường, sau đóng góp hải xì đẹp nghìn càng đơi hơn. Bắt thêm đấy lo cảm ơn ông, háo con vui càng có nghìn đấy.